đang còn ở công viên huyện Cờ Bang của mình, và mình sẽ quay cái công viên của Cờ Bang mình cho mọi người thấy nha. Mọi người xem thử Cờ Bang mình nó phong phú như nào nha. Và công viên cũng rộng lắm, nhưng mà giờ là giờ mọi người đi làm hết rồi, các em thiếu nhi học sinh gì là cũng đi học hết rồi nên là cũng vắng lắm, nên là giờ nó cũng vắng người. Còn mà lúc chiều tối á, người ta đi bộ, người dân đi bộ rất đông, rồi các em nữa đi bộ đi dạo và đông vui lắm mọi người. Còn bây giờ là rảnh người lắm, giờ mình đi cái giờ này á ít người, không ai đi cả, mọi người đã vào công việc của mình hết rồi, mỗi người mỗi việc hết rồi nên là không có ai. Mọi người cùng đi dạo công viên với mình nha. Đây là trước cổng công viên nha mọi người. Cao cảnh này cả nhà. Rồi giờ mình sẽ sang qua bên kia nhé. Quay làm video. Anh cho em quay anh thấy được không? Em chào anh nhé. Anh đi thể dục về hả? Sao anh đi có mình? Sáng nay. Dạ. Về. Nó mới tốt được. Bay không nó cũng buồn lắm, có một hai người tương tác trở lại cảnh có người á. Em làm việc cảnh gì em? Em về làm YouTube, làm là quay lên mình cắt ghép hình hình video mình đăng lên YouTube á. Nhưng mà em cũng chưa ấy cho lắm đâu, về thằng em mới làm cái đó, còn em cũng quay còn em chưa làm cái đó thì nhiều. Nên là rồi về lại thằng em nó làm. Cắt ghép rồi nó làm. Làm thành video nó đăng YouTube. Đăng YouTube. Dạ. Đăng. Dạ đó xong rồi được nhiều người coi thì là mình lại chưa đó mình mới có tiền á. Dạ. Cảm ơn anh nhé. Dạ. Anh đã muốn làm chưa làm. Bạn nó học câu bên cái gì bi cái gì đó. Nó là tới giờ là làm á có tiền lắm mà em chưa biết cái đó, chưa hiểu cái đó đâu. Mà con của cô chú Toan, con Tiến ngoài chợ á. Nó là mấy cái nhóm đó thì nó có tiền lắm.
mà em chưa biết cái mảng đó là thế nào nữa cơ. Nghe nói chuẩn bị nó đúng giờ đó là bấm bi cái gì đó là quay cái gì đó là được. Mà em nghe cái ông Dung nói mà em chưa biết, kêu hỏi cái đó làm mà em chưa biết cái đó cơ. Rồi em cảm ơn anh nhé. Sao nắng? Trời nắng quá. Và vừa rồi là mình đã quay qua công viên của mình nơi đang ở nha mọi người. Mọi người cảm ơn, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi mình quay nãy giờ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt. Xin chào mọi người nhé. Và bây giờ mình sẽ quay làm thịt con rắn hổ phì phải không anh? Hổ phì. Hổ phì. Nhưng mà tiếc cái là không quay được lúc anh đang làm thịt, vì anh đã chặt khúc ra rồi. Và tí chặt khúc ra để tí anh chế biến. Chế biến là món gì anh? Chế biến là món rang. Rang. Xào. Xào xả ớt. Xả ớt phải không? Rồi. Và đây. Xào xả ớt. Đây là con rắn hổ phì, hắn vô nhà rồi bắt được hả anh? Hay ta? Đó, hắn lùa bắt gà. À, hắn vô bắt gà rồi mình đập hắn. Đây rắn hổ phì nha cả nhà. Dạ, thui. Thui, thui, thui. Tiếc khi không khi không quay được cái lúc anh đang làm thịt đấy. Ký 2. Ừ, dài. Ký 2 rồi. Ký 2 hả? Đây là rắn hổ phì nha mọi người. Tiếc không quay được cái lúc mình đang đây lúc anh làm thịt đấy. Nó nói rắn hổ vàng, vậy nó cắn độc lắm. Đúng rồi. Mà rắn vô nhà ghê ta. Cắn độc lắm loại. Mà ở ngoài trời nên ở ngoài gần đây, ngoài rẫy, ở ngoài đây chứ phải trong rừng đóng đồ mà có hay. Có. Ghê. Và tí nữa là anh sẽ chế biến món rắn xào xả ớt. Bây giờ mình quay đi ra coi nhà, coi gà nhà anh nhá. Này. Mọi người thấy nhà anh nuôi nhiều gà nhiều ngan chưa? Ngan to hết rồi nè. Ngan này gà. Đây anh nuôi ngan nhỏ đến to lên anh quyết hay là mua ngan to về? To hết rồi nè. Gà. Không có cám cho gà ăn nè. Múc 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 cho em một miếng, múc cho em một miếng. Đem múc ra. Đây 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 đây. Rắc gà, rắc ngan, này đi. Ôi trời, vải được miếng mua ra ăn hết luôn. Phải đổ hết ra luôn rồi. Chúc chú, thà hồi ăn này, ăn đi. Ở bên nhà anh Thắng cũng nhiều, anh Quyết này. Bên nhà anh Thắng nhiều ngan này. Bên nhà anh Cần Bên cũng nhiều ngan này. Cho bên đây, cho ăn bên đây bên kia ngóng nhìn. Rồi ăn hết mất rồi. Khiếp. Ăn tiếp. Một tô rồi ăn chưa no cho ăn tiếp. Uống quá, nghe anh Lâm nói.
em phải chạy lên đây. Em có biết một ngày là mới nói đây tê. Tại anh không cho nước vô anh dính. Mắc cổ anh. Anh nuốt mắc cổ. Mấy con. Cũng nhiều ấy. Nhà em bữa dịch chết hết luôn, không còn con một. 14 con ngan rồi, còn có 6 con làm thịt cho quân cái tiểu. Nhiều gà. Gà. Còn đây tiếng nữa, anh sẽ băm, vì đang bận mưa rồi. Anh băm sau rồi anh cái ướp, xả ướp, xong rồi chiều mới nấu nha mọi người. Chứ giờ đang là sớm á, chưa làm bây giờ. Nên mình chỉ quay sơ vậy thôi. Để chiều anh mới làm rồi mình mới ăn được. Thì mình quay qua nhà anh một xíu nhá. Mình có vườn này, có trầu này, có nghỉ này. Anh trồng nhiều thứ không? Mình có vườn á, có vườn anh trồng nhiều thứ không? Mưa rồi cả nhà thấy mưa không? Mưa rồi. Cả nhà ơi mưa rồi. Mưa rồi. Mưa. Trầu. Trồng đầy đủ hết. Trầu có. Trầu. Người ơi, mưa rồi. Nói chuyện mưa to rồi. Anh thích dàn hoa này, giống hoa bằng vàng. Trời đã mưa to rồi, mình xin kết thúc video mình chạy về nha cả nhà. Mọi người, mình xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hey, xin chào tất cả mọi người nhá, chào các bạn nhá. Và bây giờ mình sẽ đi đến mình xe mình đang đi á, nó bị xì hơi. Lúc nên mình sẽ đi đến mình sửa tiệm xe mình sửa một xíu nhá. Đang đi chở mà bị xe nó trục trặc á. Mình sẽ sửa xe một xíu. Uống nước nhiều quá. Mình sửa xe nhá. Mọi người cùng mình đi sửa xe với mình nhá. Đi sửa xe mà tới nhà nhá. Cái cảnh đẹp quá, hoa đẹp quá nè mọi người. Hoa đẹp quá, quay. Quay cảnh mình lúc đã rồi với sửa xe. Đó, đẹp chưa? Đẹp quá. Mọi người thấy đẹp không? À. Đẹp. Dạ. Đẹp không cả nhà? Đây là hoa giấy á. Hoa giấy á, nó chùm thiệt đẹp luôn. Mọi người thấy sao ạ? Đủ loại màu sắc hoa luôn. Tí nữa mình sẽ quay cận cảnh bông hồng, cây hồng á nha mọi người. Đây bông hồng nè. Bông hồng giống gì mà bông nó to. Đây bông hồng đây nữa, mà cái đây gần tàn rồi. Đây gần tàn rồi. Và bông đây này. Đây mới nở, à vừa nở, nở mới, nó đang tươi, nó chưa tàn. Cái này là mới mọc nụ ra nè. Bữa đầu cái để sót đây bỏ đây. Hoa gì mà
mình không biết tên hoa đây, nhưng mà giống như kiểu hoa bông, bông cúc, cúc Đà Lạt đấy hề, cúc Đà Lạt á, đẹp đẹp lắm, nhưng mà mình không biết tên hoa gì ạ. Trời sắp mưa rồi, mình vô để sửa xe nhanh, mình về khỏi trời mưa nha mọi người. Và đây chiếc xe của mình kia, anh đang làm sửa. Mai ơi, sửa xe cho em chưa? Chờ chút. Sửa chưa? Nhanh lên, hơi lâu rồi đó. Cái hai vợ chồng anh chị á, sửa xe hăng say á, mà đông khách á. Do là anh ấy sửa giá cũng bình dân nè, mà hợp lý nữa nè, nên là mọi người tiệm xe của anh rất là đông khách luôn, hầu như khi nào cũng có đông nghẹt xe vậy đó. Đó, xe này xe rất nhiều luôn á. Chắc mình về phải đi học sửa xe máy quá à. Làm chiều nay về rồi. Chị đã về rồi. Hết việc rồi. Chắc là quá về được. Hết việc rồi. Thật mà. À, thật, sao cái ông ấy thầu sao từng mấy ngày là hết việc rồi không biết. À, mấy chị về hôm nay còn tháng về. Hình như là cũng chưa hết được lắm nhưng mà tháng về trước. Đi đâu? Mấy thằng kia chưa sao chiều nay tháng về mình mà. Dạ, chị đang lấy xe nào? Em thấy ngày nào cũng điện cho ông anh rể ở Sài Gòn kêu chiều em về, à mai em về, em chiều em ghé anh chị em chơi. Em mới chết khổ thiệt mà điện từ bữa mới xuống này lắm. Ê đâu. Cách đây cả tuần anh điện tuần hơn tuần nghe. Tôi cả tuần nữa là tôi về đấy. Hình như điện cho ai cũng cứ tôi về. Nghe nói kêu tôi về à, lạ thật. Đòi về nhớ nhà sao mà. Làm không yên. Làm không yên á. Nghe thì được chứ. Nhà thì cũng to đùng đó, ai thiên bưng gì đâu mà. Nế. Hay lắm. Cứ mấy hôm lại tôi về, mai tao về. Ê đầu ê trúc. Ông có kia kìa đây, anh mới quyết ngồi đây. Không có gì. Trực thống à, hôm trước á. Ờ. Đứng rồng á. Ngán thiệt kìa ta. Con kìa từ bữa giờ mà thấy không? Dạ. Thì em đã xuống chưa làm là đã nói tôi về rồi mà. Chứ không nói bữa giờ đâu. Ủa nghe nói bé sắp cưới hay lắm. Bé út phải không? Ngày nào vậy? Đừng có trùng với. Em đã đừng có buồn lắm mà trùng với đám cưới O nhà con của O nhà em trong số 1 đó nha. À thế được à, hình như con O nhà em mùng 6 hay mùng 6 hay mùng 8 gì đó. Cái sự mà cứ cùng đám á, đi không được buồn. Dạ. Đúng á. Mà không, thà người lại lạ thì mình không nói. Đây người thân quen mình muốn đi cho nó vui. Chứ tự nhiên cứ chia nhau để đi chạy xô em chẳng thích. Thà xa là lạ thì mình gửi. Hoặc là một người đi cũng được. Đây người nhà người thân quen cả mà đi cái chia nhau thấy buồn. Tất cả ở thôn làng mình á mọi người. Tính vào tháng giờ đây mà mưa quá. Sợ trời mưa không dám đi. Dạ, đi thử điện thì sợ. Con bé My nhảy thuyền á, kêu đi tháng giờ xuống chợ. Thôi xong rồi em chào anh chị em đi về nha.
Thôi mình xin chào mọi người nhá. Mình kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hi, xin chào mọi người nhá. Và ngay bây giờ thì mình sẽ đưa em mình nhá tới một tiệm cắt tóc của Tuấn Vũ này. Mọi người thấy cái bảng hiệu cho Tuấn Vũ này. Cắt rất bình dân mà khách cũng đông, mà em có bàn tay điêu luyện lắm. Cắt mọi người ở đây rất ai cũng thích nha. Được em cắt nha mọi người. Giờ mình sẽ đi vô quay cảnh em đang cắt tóc cho em trai mình nhá. Mọi người cùng đi với mình nha. Chào ông chủ trẻ nè. Chào mọi người nha. Đang cắt tóc nè hả? Ông chủ trẻ nè. Em xin gái chào mọi người không? Em xin gái chào mọi người. Tạ tim tạ lắm. Qua cái gì? Hả? Cái gì mà quên? Đây mình cắt tóc này cả nhà. Chị quay xong chị gửi cho chị ở quê nó làm. Chứ mà nó làm thế nãy nó kêu máy ai à? Máy chị. Máy em ngủ. Trời mưa rồi mấy đứa ơi, mưa rồi. Giờ mưa quen á, chiều nào cũng mưa hề. Chiều nào mưa vậy? Mưa thì mình sẽ mưa miết là cái chán thiệt đó chứ, lâu lâu mưa trận được. Mưa thì ngày nào cũng mưa. Mưa mà cái đường một rẫy nhà chị nó trôi hết đi không nổi mà. Mưa. Cái video nào hết kể từng like nữa cho em cắt chưa, nên là hành trình dài ăn nóng à. Sang xịn hả? Ông chủ trẻ chào đi em, chào khách tí nào, chào khán giả chút đi, mới cắt xong em đẹp trai mà chào đi, cười chào các bạn, nói như mấy thằng cắt mốt trên like, xin chào các bạn. Cái cắt tóc gì được có 10.000 cộng mặt à? Cộng mặt hả? Vậy là cắt cũng có 10.000. Cắt tóc 2 triệu.
Dạ rồi. Dạ rồi. Đúng rồi, giá bình dân đúng không? Giá bình dân mà. Ừ. Giá bình dân. Thế hai chồng mình đây làm ăn được cái chắc. Cái đông khách làm thì mình làm luôn mà, làm suốt luôn mà. Đây đây, đây đây. Bên anh Nguyên cũng làm hoài. Hả? Bên anh Nguyên cũng làm hoài mà. Dạ, không phải ít hơn bên anh Nguyên không? Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình quay nãy giờ tiệm tóc của Tuấn Vũ đây là mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Chào mọi người. Chào cả nhà. Giờ mình giờ sẽ mua một món nấm sò về mình sẽ nấu canh cho buổi trưa nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi chợ mình quay khung cảnh ở chợ mình một xíu đã rồi mình sẽ đi mua nấm nha cả nhà. Phải được tiếp rồi đúng rồi, live stream rồi thì mình để mic để điện thoại để mình nhìn á. Chị Hương nay chưa hết rồi chị Hương. Dạ. Nay bị ế à? Tội nghiệp ha. Có cái làm thằng má đi mà cái thằng má. Đúng rồi, cái cháu á, cháu hôm qua cháu mua của Tâm Đông Bắc đi dạo. Đi rồi, mà ngủ nhà rồi. Đầu cá nó già mà. Tự mọc ở rừng luôn này, đây măng le cũng tự ở rừng luôn, đấy là rừng về này. Còn cái đây là măng tre, măng tre là nhà rồng, cái đây là nhà rồng. Cái hai cái đây là tự rừng á, rừng nó mọc quá cả nhà, lấy ở rừng về rồi bán ra đó. Phải chợ, cứ phơi cái mặt ra cả ngày. Chứ ô cái sở vô hổ cắt hết ô. Chưa hiểu, hiểu rồi thôi. Đúng rồi, ô cái sở mới đầu sở không? Sở. Giờ là hiểu rồi đúng không? Nhiều người cứ nghĩ là cháu quay xong về cho đăng lên Facebook. Không phải. Rồi cái đăng lên là họ bắt tao đi. Ai làm gì mà bắt tao đi? Mắc cười lắm. Đi, cảm ơn. Chào mọi người đi. Ơ, bữa nay không làm Sài Gòn à? Hả? Bạn sáu được lên răng bìa rồi. Tại sao ở đây là không lấy cá bán rồi.
nấm này nè, có mấy cái nấm này nó bán cho cháu rồi, cái nấm này bắt bởi nó đi chứ, bởi nó đi chứ, nghỉ nghỉ mai đi đấy. À ông có việc phải không, chắc đợi đang ông có hả? Cứ ở mù đi vô làm tập đó, làm tập con nhà ai hề cháu không biết. Con chị Hạnh. Con trai hay con gái hả? À đứa đi. Hả? Chị không mời cháu đi cho vui hè. Có thể mời bữa nay. Xin chào mọi người nhé. Và bây giờ mình sẽ quay làm thịt con rắn hổ phì phải không anh? Hổ phì. Hổ phì. Nhưng mà tiếc cái là không quay được lúc anh đang làm thịt, vì anh đã chặt khúc ra rồi. Và nhìn tí chặt khúc ra để tí anh chế biến. Chế biến làm món gì anh? Chế biến là món rang. Rang. Xào. Xào xả ớt. Xả ớt phải không? Rồi. Và đây. Xào xả ớt. Đây là con rắn hổ phì, hắn vào nhà rồi bắt được hả anh? Hay ta? Đó, nó lùa bắt gà. À, vô bắt gà rồi mình đập vào. Đây rắn hổ phì nha cả nhà. Dạ, thui. Đó, em thui thui. Tiếc khi không thui. Khi không quay được cái lúc anh đang làm thịt đấy. Ừ, dài. Ký 2 hả? Đây là rắn hổ phì nha mọi người. Tiếc không quay được cái lúc mình đang đây lúc anh làm thịt đấy. Nó nói rắn hổ vàng, vàng nó cắn độc lắm. Đúng rồi. Mà rắn vô nhà ghê ta. Cắn độc lắm loại. Mà ở ngoài trời nên ở ngoài gần đây ngoài rẫy, ở ngoài đây chứ phải trong rừng đóng đồ mà có hề. Có. Ghê. Và tí nữa là anh sẽ chế biến món rắn xào xả ớt. Bây giờ mình quay đi ra coi nhà coi gà nhà anh nhá. Này. Mọi người thấy nhà anh nuôi nhiều gà nhiều ngan chưa? Ngan to hết rồi này. Ngan này gà. Đây anh nuôi ngan nhỏ đến to lên anh quyết hay là mua ngan to về? To hết rồi nè. Gà. Không có cám cho gà ăn nè. Múc cho em một miếng, múc cho em một miếng. Đem múc ra. Đây. Rắc gà, rắc ngan, này đi,
quá trời, vải được miếng mua ra ăn hết luôn. Phải đổ hết ra luôn rồi. Chút xíu, sao ăn này, ăn đi. Ở bên nhà anh Thắng cũng nhiều, anh Quyết này. Bên nhà anh Thắng nhiều ngan này. Bên nhà anh Cần Bên cũng nhiều ngan này, cho bên đây, cho ăn bên đây, bên kia ngóng nhìn. Rồi, ăn hết mất rồi. Khiếp. Ăn tiếp. Một tô rồi, ăn chưa no cho ăn tiếp. Uống quá, nghe anh Lâm nói. Em phải chạy lên đây. Em có biết mà ngày Lâm mới nói đây tê. Tại anh không cho nước vô, anh dính. Mắc cổ anh. Anh nuốt mắc cổ. Ừ, nhiều ấy. Nhà em bữa dịch chết hết luôn, không còn con một. 14 con ngan rồi, còn có 6 con làm thịt cho quân cái tiểu. Nhiều gà, nhiều gà. Còn đây tí nữa anh sẽ băm, vì đang bận mưa rồi. Anh băm sau rồi anh cái ướp, xả ớt xong rồi chiều mới nấu nha mọi người. Chứ giờ đang là sớm á, chưa làm bây giờ. Nên mình chỉ quay sơ vậy thôi. Rồi chiều anh mới làm rồi mình mới ăn được. Thì mình quay qua nhà anh một xíu nhá. Mình có vườn này, có trầu này, có nghỉ này. Anh trồng nhiều thứ không? Mình có vườn á, có vườn anh trồng nhiều thứ không? Mưa rồi, cả nhà thấy mưa không? Mưa rồi. Cả nhà ơi, mưa rồi. Mưa rồi. Mưa. Cầu, trầu. Nhà trồng đầy đủ hết. Cầu có, trầu có. Trầu. Trời ơi, mưa rồi. Nó trời mưa to rồi. Mình thích dàn hoa này, dàn hoa bằng vàng. Dàn hoa vàng đẹp. Trời đã mưa to rồi, mình xin kết thúc video mình trở về nha cả nhà. Mọi người, mình xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Và bây giờ mình đang còn ở công viên huyện Cờ Bang của mình. Và mình sẽ quay cái công viên của Cờ Bang mình cho mọi người thấy nha. Mọi người xem thử các bạn mình đã phong phú như nào nha. Và công viên cũng rộng lắm, nhưng mà giờ là giờ mọi người đi làm hết rồi. Các em thiếu nhi học sinh gì là cũng đi học hết rồi, nên là cũng vắng lắm, nên là giờ nó cũng vắng người. Còn mà lúc chiều tối á, người ta đi bộ, người dân đi bộ rất đông. Rồi các em nữa đi bộ đi dạo và đông vui lắm mọi người. Còn bây giờ là rảnh người lắm. Mình đi cái giờ này á, ít người không ai đi cả. Mọi người đã vào công việc của mình hết rồi, mỗi người mỗi việc hết rồi nên là không có ăn. Mọi người cùng đi dạo công viên với mình nha.
là trước cổng công viên nha mọi người. Cao cảnh nha cả nhà. Rồi giờ mình sẽ sang qua bên kia nhé. Chào anh nhá, anh đi thể dục về hả? À. Sao chỉ có mình? Sáng nay. Dạ. Dạ. Nó mới tốt được. Còn quay không nó cũng buồn lắm, có một hai người tương tác rồi đấy, cảnh có người á. Em làm việc cảnh gì em? Em về làm cho tôi làm là quay lên cắt ghép hình video mình đăng lên cho tôi biết. Cái mẹ cũng chưa ấy cho lắm đâu, về thằng em làm cái đó, còn em chỉ quay chứ còn em chưa làm cái đó nhiều. Nên là rồi về lại thằng em nó làm. Rồi cắt ghép rồi nó làm. Thành video nó đăng cho tôi bi. Đăng cho tôi bi. Dạ. Làm mình lại đăng. Dạ đó xong rồi được nhiều người coi thì là mình lại khi đó mình mới có tiền á. Dạ. Cảm ơn anh nhé. Dạ. Anh đã muốn làm mà chưa làm. Dạ. Nó học câu bên cái gì bi cái gì đó. Tới giờ là làm á có tiền lắm mà em chưa biết cái đó, chưa hiểu cái đó đâu. Mà con của cô chú con Tiến Toan mà chở á, nó làm cái nhánh đó mà nó có tiền lắm. Mà em chưa biết cái mảng đó là thế nào nữa cơ. Nghe nó chuẩn bị nó đúng giờ đó là bấm bi cái gì đó là quay cái gì đó là được. Mà em nghe cái ông Dung nói mà em chưa biết, hỏi cái đó làm mà em chưa biết cái đó cơ. Rồi em cảm ơn anh nhé. Sao nắng? Trời nắng quá. Và vừa rồi là mình đã quay qua công viên của mình nơi đang ở nha mọi người. Mọi người cảm ơn, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi mình quay nãy giờ nha.
xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt. Và đây mình đã đến gian hàng nước sinh tố rồi nha mọi người. Và mình sẽ chọn một ly có rau má này, cà rốt này, nước ép cam, nước ép ổi, nước ép cà chua, dùng cả chè nữa này mọi người, cả chè trái cây á, cả chè trái cây này nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ chọn một ly nước rau má nha mọi người. Mình sẽ chọn uống nước ép rau má. Miếng đá vô được không, nó hơi ngọt. Đây cho chị miếng đá vào đây với, nó hơi ngọt á. Nãy kêu bỏ ít nhưng mà giờ thấy nó hơi ngọt ngọt. Ít được rồi. Nhiều quá thầy ho, mà ít quá là nó ngọt và nó không có mát. Cả chè trái cây luôn hả? Ghế này không ngồi được ta? Dạ, được.
viêm họng á, nên là uống nước đá lạnh với cái này đã ho. Mà ngon lắm. Em mà chỉa cái màn hình em lại đó thì anh hay lắm. Em mà quay cái điện thoại em lại đó thì hay. Cho em quay không? Chị Diệm cho em quay không? Chè đậu đen thì đúng tuyệt vời luôn cả nhà. Cu đâu? Nó mát mà mấy em đậu đen nhà làm á, nấu này rất là ngon nha cả nhà. Mời cả nhà quay lại nhá. Để giờ mình bỏ thêm miếng đá vô. Trong cục đá đấy vô nữa. Toàn là các anh thích ăn chè chứ không có thích ăn lòng xào dưa đâu. Hey. Đó, có 3 giờ là tới anh mua bắp vô nữa nha. Nào. Đi của em đây. Múc nào. Thế thì em phải để bên đây. Để đây tối lắm. Ô ô. Múc cái em ạ. Cái gì cái. Thank you.
Đó, không phải là đó, không phải là màu đâu. Đó, chỉ là quay thôi.
măng lồ ô này, măng lồ ô ở rừng á, đây là tự mọc ở rừng luôn này, đây măng le cũng tự ở rừng luôn, đấy là rừng về này, còn cái đây là măng tre, ô hè, măng tre là nhà rồng, cái đây là nhà rồng, cái hai cái đây là tự rừng á, rừng nó mọc quá cả nhà, lấy ở rừng về rồi bán rồi đó. Phải chợ cứ phơi cái mặt ra cả ngày á, chứ ô cái sở vô o vô hổ cắt hết o đúng rồi ô cái sở mới đầu sở không sở. Giờ là hiểu rồi đúng không à. Nhiều người cứ nghĩ là cho phơi xong về cho đăng lên Facebook, không phải, rồi cái đăng lên họ bắt tao đi, ai làm gì bắt tao đi. Mọi cười lắm đi, cảm ơn. Chào mọi người đi. Ơ bà Nông làm Sài Gòn à? Hả? Răng bìa rồi. Để thấy ở bên đây là không lấy cá bán rồi. Lấy nấm cho chị cái na, chị đi ở đây lấy lên măng. Cái nấm này là có mấy cái nấm này nó bán cho cháu rồi, cái nấm này. Bắt bởi nó đi chứ. Bởi nó đi chứ chứ mà nghĩ. Nghĩ. Đi mai cũng tươi này. À ông có việc phải không? Chắc bữa đang ông có hàng. Cứ ở mù. Đi chỗ lập tập đó. Lập tập. Con nhà ai hè? Cháu không biết. Con Hạnh. À con chị Hạnh. Con trai hay con gái hả? Con gái, à đứa đi. Đi lên đồng đi lên đồng dây chú hát. Hả? Đi lên dây hát. Chị không mời cháu cho đi cho vui hè. Có thể mời con à. Chào cả nhà. Giờ mình sẽ mua một món nấm là
nấm sò á. Nấm sò về mình sẽ nấu canh cho buổi trưa nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi chợ, mình quay khung cảnh ở chợ mình một xíu đã, rồi mình sẽ đi mua nấm nha cả nhà. Phải được tiếp rồi đúng rồi, live stream rồi. Thì mình để mic, để điện thoại để mình nhìn á. Chị Hương nay chưa hết hả chị Hương? Chưa. Nay bị ế à? Tội nghiệp hả? Có cái làm thằng má đi, thằng má. Đúng rồi, thằng má. Cháu hôm qua cháu mua của Tâm Công Bắc đi dạo. Đây rồi, mà mua nhà rồi thì đầu cá nó giảm hả? Sài Gòn à? Hả? Mời cháu cho đi cho vui hè. Có thể mời bữa nay. Con mẹ sang
về xin kết thúc video nha mọi người. Xin chào cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ đi đến mình xe mình đang đi á, nó bị xì hơi xì lốp nên mình sẽ đi đến mình sửa, tiệm xe mình sửa một xíu nhá. Đang đi chợ á, mà bị xe nó trục trặc á, mình sẽ sửa xe một xíu. Ôi trời, uống nước nhiều quá. Mình sửa xe nhá, mọi người cùng mình đi sửa xe với mình nhá. Đi sửa xe mà tới nhà nhá. Cái cảnh đẹp quá, hoa đẹp quá nè mọi người. Hoa đẹp quá, quay cảnh mình lúc đã rồi với sửa xe đó. Hoa đẹp chưa? Đẹp quá. Mọi người thấy đẹp không? Đẹp. Dạ. Đẹp không cả nhà? Đây là hoa giấy á. Hoa giấy á, nó chùm thịt đẹp luôn. Mọi người thấy sao ạ? Đủ loại màu sắc hoa luôn. Tí nữa mình sẽ quay cận cảnh bông hồng, cây hồng á nha mọi người. Đây bông hồng nè. Bông hồng giống gì mà bông nó to. Đây, bông hồng nữa mà cái đây gần tàn rồi. Đây gần tàn rồi. Và bông đây này. Đây mới nở, vừa nở, mới nó đang tươi, nó chưa tàn. Cái đây là mới mọc nụ ra này. Hoa gì ạ? Hoa gì mà mình không biết tên hoa đây. Mà giống như kiểu hoa bông cúc Đà Lạt đấy hề. Cúc Đà Lạt á. Đẹp lắm, nhưng mà mình không biết tên hoa gì ạ. Rồi trời sắp mưa rồi, mình vô để sửa xe nhanh, mình về khỏi trời mưa nha mọi người. Và đây chiếc xe của mình kia anh đang sửa. Mai ơi, sửa xe cho em chưa? Chờ chút. Sửa chưa? Chờ xíu nhanh lên, hơi lâu rồi đó. Thấy cả hai vợ chồng anh chị á, sửa xe hăng say á, mà đông khách á, do là anh ấy sửa giá cũng bình dân nè mà hợp lý nữa nè, nên là mọi người. Tiệm xe của anh rất là đông khách luôn. Hầu như khi nào cũng có đông nhà xe vậy đó. Đó, xe này. Xe rất nhiều luôn á. Chắc mình về phải đi học sửa xe máy quá à. Làm chiều nay về rồi. Chị đã về rồi. Hết việc rồi. Sao mà quá không về được. Hết việc rồi. Thật mà. Thật, sao cái ông ấy thầu sao từng mấy ngày là hết việc rồi không biết. Mấy kia về không, mấy còn thắc về. Hình như là cũng chưa hết lắm nhưng mấy thắc về trước. Đi đâu. Mấy thằng kia chưa sao, chiều nay thắc về mình mà. Chị đã lấy xe nào? Em thấy á, ngày nào cũng điện cho ông anh rể ở Sài Gòn kêu. Chiều em về, mai em về em... chiều em ghé anh chị em chơi. Em mới chết khổ thiệt, mà điện từ từ bữa mới xuống này lắm. Ê đâu.
cách đây cả tuần anh điện tuần hơn tuần nghe tôi cả tuần nữa là tôi về đấy. Hình như điện cho ai cũng cứ tôi về như này nói kia tôi về à, lạ thật. Đòi về nhớ nhà sao mà làm không yên được. Làm không yên á nghe thì được chứ. Nhà thì cũng to đùng đó ai thiên bưng gì đâu mà nế hay lắm. Cứ mấy hôm lại tôi về, mai tao về. Ê đầu ê trúc. Ông có kia kìa đây, anh mới quyết vào đây. Không có gì, thiệt thống à, hôm trước á. Ờ. Đi làm á. Nhá, thiệt kìa ta. Con kìa từ bữa giờ mà thấy đâu. Dạ. Thì em nó xuống chưa làm là đã nói tôi về rồi mà. Chứ không nói bữa giờ đâu. Ủa nghe nói bé sắp cưới hay lắm. Bé út phải không? Ngày nào vậy? Đừng có trùng với em nó đừng có buồn lắm mà trùng với đám cưới o nhà con của o nhà em trong số 1 đó nha. À à thế được thế được. À, hình như con o nhà em mùng 6 hay mùng 6 hay mùng 8 gì đó. Cái sự mà cứ cùng đám á đi không được buồn. Dạ. Đúng á. Mà không thà người lại lạ thì mình không nói đây người thân quen mình muốn đi cho nó vui chứ tự nhiên cứ chia nhau để đi chạy xô em chẳng thích. À xa xa lại lạ thì mình gửi hoặc là một người đi cũng được. Thế đây người nhà người thân quen cả mà đi cứ chia nhau thì buồn. Tất cả ở thôn làng mình á mọi người. Tính vào tháng giờ đây mà mưa quá. Sợ trời mưa không dám đi. Tháng giờ à? Dạ, đi thử điện thì sợ. Căn bé mi nhảy thuyền á, kêu đi tháng giờ à, o, xuống chữ. Thôi xong rồi, em chào anh chị em đi về nha. Ừ. À, thôi mình xin chào mọi người nha. Mình kết thúc rồi. Video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Bây giờ mình sẽ đi đến mình xe mình đang đi á nó bị xì hơi xì lốp nên mình sẽ đi đến mình sửa tự xe mình sửa một chút nhá. Đang đi chở á mà bị xe nó trục trặc á mình sẽ sửa xe một xíu. Ủa rồi uống nước nhiều quá mình sửa xe nhá mọi người cùng mình đi đi sửa xe với mình nhá. Đi sửa xe mà tới nhà nhá. Cái cảnh đẹp quá, hoa đẹp quá nè mọi người. Hoa đẹp quá, quay quay cảnh mình lúc đã rồi với sửa xe đó. Hoa đẹp chưa? Đẹp quá, đẹp quá. Mọi người thấy đẹp không? Đó. Đẹp. Dạ. Đẹp không cả nhà? Đây là hoa giấy á. Hoa giấy á. Hoa giấy á, nó chùm thịt đẹp luôn. Mọi người thấy sao ạ? À? Đủ loại màu sắc hoa luôn. Tí nữa mình sẽ quay cận cảnh bông hồng, cây hồng á nha mọi người. Đó. Đây bông hồng nè. Bông hồng giống gì mà bông nó to. Đây bông hồng nữa mà cái đây gần tàn rồi. Đây gần tàn rồi. Và bông đây này. Đây mới nở, à vừa nở, nở mới nó đang tươi, nó chưa tàn. Cái đây là mới mọc nụ ra này. Hoa gì vậy? Hoa gì mà mình không biết tên hoa đây. Mà giống như kiểu hoa bông, bông cúc, cúc Đà Lạt đó hề. Cúc Đà Lạt đó. Đẹp, đẹp lắm, nhưng mà mình không biết tên hoa gì ạ. Rồi trời sắp mưa rồi, mình vô để sửa xe nhanh mình về khỏi trời mưa nha mọi người. Thank you.
Và đây chiếc xe của mình kia, anh đang ăn, đang ăn sữa. Mai ơi, sửa xe cho em chưa? Cà chúc. Sửa chưa? Nhanh lên, hơi lâu rồi đó. Cái hai vợ chồng anh chị á, sửa xe hăng say á, mà đông khách á. Do là anh ấy sửa giá cũng bình dân nè, mà hợp lý nữa nè, nên là mọi người thì sửa xe của anh rất là đông khách luôn. Hầu như khi nào cũng có đông nhiệt xe vậy đó. Đó, xe này, xe rất nhiều luôn á. Chắc mình về phải đi học sửa xe máy quá à. Làm chiều nay về rồi. Chị đã về rồi. Hết việc rồi. Sao mà quá về được. Hết việc rồi. Thật mà. À, thật, sao cái ông ấy thầu sao từ mấy ngày là hết việc rồi không biết. À, mấy chị về hôm nay còn tháng về. Hình như là cũng chưa hết lắm nên mấy tháng về trước. Đi đâu. Mấy thằng kia chưa sao chiều nay thống về mình mà. Dạ, chị đang lấy xe nào? Dạ, em thấy á, ngày nào cũng điện cho ông anh rể ở Sài Gòn kêu. Chiều em về, à mai em về em... chiều em ghé anh chị em chơi. Em mới chết khổ thiệt mà điện từ từ bữa mới xuống này lắm. Ê đâu. Cách đây cả tuần anh điện tuần hơn tuần nghe. Tôi cả tuần nữa là tôi về đấy. Hình như điện cho ai cũng cứ tôi về. Nghe nào cái kia tôi về à, lạ thật. Đòi về nhớ nhà sao mà. Làm không yên. Làm không yên á. Nghe thì được chứ. Nhà thì cũng to đùng đó, ai khiêng bưng đâu mà. Nế. Hay lắm. Cứ mấy hôm lại tôi về. Mai tao về. Ê đầu ê trúc. Ông có kìa đây. Anh mới quyết vào đây. Không có gì. Chắc không à. Hôm trước á. Ờ. Chứ rồng á. Nhá thiệt kìa ta. Con chìa từ bữa giờ mà thấy đâu. Dạ. Ông điện con chìa từ bữa giờ mà thấy đâu. Thì em nó xuống chưa làm là đã nói tôi về rồi mà. Chứ không nói bữa giờ đâu. Ủa nghe nói bé sắp cưới hay lắm. Bé út phải không? Ngày nào vậy? Đừng có trùng với... Em nói đừng có buồn lắm mà trùng với đám cưới O nhà con của O nhà em trong số 1 đó nha. À, thế được, thế được. À, hình như con O nhà em mùng 6 hay mùng 6 hay mùng 8 gì đó. Cái sự mà cứ cùng đám á. Đi không được buồn. Dạ. Đúng á. Mà không thà người lại lạ thì mình không nói. Đây người thân quen mình muốn đi cho nó vui. Chứ tự nhiên cứ chia nhau để đi chạy xô. Em chẳng thích. Thà xa lại lạ thì mình gửi. Hoặc là một người đi cũng được. Đây người nhà người thân quen cả mà đi cứ chia nhau thấy buồn. Tất cả ở thôn làng mình á mọi người. Tính vào tháng giờ đây mà mưa quá. Sợ trời mưa không dám đi. Tháng giờ à? Dạ, đi thử điện thì sợ. Con bé mì nhảy thuyền á, kêu đi tháng giờ à, xuống chữ. Thôi xong rồi, em chào anh chị em đi về nha. À, thôi mình xin chào mọi người nha. Mình kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Chào mọi người nhá. Và ngay bây giờ thì mình sẽ đưa em mình nhá tới một tiệm cắt tóc của Tuấn Vũ này. Mọi người thấy các bạn hiểu cho Tuấn Vũ này. Cắt rất bình dân mà khách cũng đông mà em có bàn tay điêu luyện lắm. Cắt mọi người ở đây rất ai cũng thích nha. À, được em cắt nhá mọi người. Giờ mình sẽ đi vô quay cảnh em đang cắt tóc cho em trai mình nhá.
Mọi người cùng đi với mình nhá. Chào ông chủ trẻ nè. Chào mọi người nha. Đây nó tắt này hả? Ông chủ trẻ nè. Em xin gái chào mọi người không? Em xin gái chào mọi người. Tạ tim thật lắm. Qua cái gì? Hả? Cái gì mà quên? Đây mình cắt tóc này cả nhà. Chị quay xong chị gửi cho chị quay nó làm. Chứ mà nó làm thế nãy nó kêu máy ai à? Máy chị. Máy ngủ. Tuổi quá hề. Dạ. Thế là bao nhiêu tuổi rồi? 27 đó. 27 còn nhỏ xíu xíu đó. Hả? Đang nhìn nhỏ xíu thế nào các bạn? Các hai bên sao vậy chứ? Trời mưa rồi mấy đứa ơi. Mưa rồi, mưa rồi. Giờ mưa quen á, chiều nào cũng mưa hề. Chiều nào mưa vậy? Mưa thì mình sẽ mưa miết nữa thì chán thiệt đó chứ, lâu lâu mưa trận được. Mưa thì ngày nào cũng mưa. Mưa mà cái đường mà rẫy nhà chị nó trôi hết đi không nổi mà. Cái video nào hết kể phần like nữa nè. Rồi cắt chưa? Nên là hành trình dài ăn món à. Sang xịn. Hả? Ông chủ trẻ chào đi em, chào khách tí nào, chào khán giả cho đi, mới cắt xong em đẹp trai mà chào đi, cười chào các bạn, nói như mấy thằng em mốt trên like, xin chào các bạn. Cái cắt tóc gì được có 10 ngàn à? Cạo mặt hả? Tại nó cắt cũng có 10 ngàn. Cắt tóc 2 triệu rẻ thôi, đúng rồi, giá bình dân đúng không? Giá bình dân mà. Giá bình dân. Thế hai chồng mình đây làm ăn được cái chứ. Cái đông khách làm thì mình làm luôn mà, làm suốt luôn mà. Đây. Bên anh Nguyên cũng làm hoài. Hả? Bên anh Nguyên cũng làm hoài mà. Hoài không? Không phải ít hơn bên anh Nguyên không? Không đi về được hả? Mưa rồi. Và
cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình quay nãy giờ tiệm tóc của Tuấn Vũ. Thế là mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Chào mọi người. Chào cả nhà. Bây giờ mình sẽ mua một món nấm sò về mình sẽ nấu canh cho buổi trưa nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi chợ, mình quay khung cảnh ở chợ mình một xíu đã, rồi mình sẽ đi mua nấm nha cả nhà. Quay được tiếp rồi đó. Đúng rồi, live stream rồi. Thì mình để mic để điện thoại để mình nhìn á. Chị Hương nay chưa hết hả chị Hương? Chưa. Nay bị ế à? Tội nghiệp ha. Quá. Cứ làm thoải mái đi. Cháu hôm qua cháu mua của xong con bắt đi dạo. Đây rồi, mà lên nhà rồi. Đầu cá nó già mà. Tự mọc ở rừng luôn này. Đây măng le cũng tự ở rừng luôn. Đấy là rừng về này. Còn cái đây là măng tre. Măng tre là nhà rồng. Cái đây là nhà rồng. Cái hai cái đây là tự rừng á. Rừng nó mọc quá cả nhà. Lấy ở rừng về rồi bán rồi đó. Phải chợ. Cứ phơi cái mặt ra cả ngày. Chứ ô cái sở vô o, vô hổ cắt hết o. Yêu rồi thôi. Đúng rồi, ô cái sở mới đầu sở không? Sở. Giờ là hiểu rồi đúng không? Nhiều người cứ nghĩ là chắc quay xong về cho đăng lên Facebook. Không phải. Rồi cái đăng lên là họ bắt tao đi. Ai làm gì mà bắt tao đi. Mắc cười lắm. Đi, cảm ơn. Chào mọi người đi. Ơ, bữa nay ông làm Sài Gòn à? Hả? Bạn sáu được lên răng bìa rồi. Tại sao ở bên đây là không lấy cá bán rồi? Lấy nấm cho chị cái na, chị đi ở đây lấy măng. Cái nấm này là có mấy cái nấm này nên bán cho cháu rồi cái nấm này. Bắt bởi nó đi chứ. Bởi nó đi chứ chứ mà nghĩ. Nghĩ. Đi mai cũng tươi này. À, ông có việc phải không? Chắc bữa đang ông có hàng. Cứ ở mù. Đi chỗ lập tập đó. Lập tập. Con nhà ai hè? Cháu không biết. Con chị Hạnh. Con trai hay con gái hả? Con gái. À đứa đi.
Hả? Đi lên cây hết. Chị không mời cháu cho đi cho vui hè. Có thể mời bữa ra. Xin chào mọi người nhé. Và bây giờ mình sẽ quay làm thịt con rắn hổ phì phải không anh? Hổ phì. Hổ phì. Nhưng mà tiếc là không quay được lúc anh đang làm thịt, vì anh đã chặt khúc ra rồi. Và giờ tí chặt khúc ra để đợi tí anh chế biến. Chế biến là món gì anh? Chế biến là món rang. Rang. Xào. Xào xả ớt. Xả ớt phải không? Rồi. Và đây. Xào xả ớt. Đây là con rắn hổ phì, hắn vô nhà rồi bắt được hả anh? Hay ta? Đó, nó lùa bắt gà. À, vô bắt gà rồi mình tập đó. Đây rắn hổ phì nha cả nhà. Dạ, em thui. Em thui, thui. Tiếc là khi không quay được cái lúc anh đang làm thịt đấy. Dài. Ký 2 hả? Đây là rắn hổ phì nha mọi người. Tiếc không quay được cái lúc mình đang làm. Đây là lúc anh làm thịt đấy. Nó là rắn hổ vàng, loại này cắn độc lắm. Đúng rồi. Mà rắn vô nhà ghê ta. Cắn độc lắm loại. Mà ở ngoài trời nên ở ngoài gần đây ngoài rẫy, ở ngoài đây chứ phải trong rừng đóng đồ mà có hay. Có. Ghê. Và tí nữa là anh sẽ chế biến món rắn xào xả ớt. Bây giờ mình quay đi ra coi nhà coi gà nhà anh nhá. Này. Mọi người thấy nhà anh nuôi nhiều gà nhiều ngan chưa? Ngan to hết rồi này. Ngan này gà. Để anh nuôi ngan nhỏ đến to lên anh quyết hay là mua ngan to về? To hết rồi nè. Gà. Không có cám cho gà ăn nè. Múc cho em một miếng, múc cho em nữa. Thật, đem múc ra. Đây. Rắc gà, rắc ngan, này đi. Ôi trời, vải được miếng mua ra ăn hết luôn. Phải đổ hết ra luôn rồi. Chúc chú, thôi ăn này, ăn đi. Ở bên nhà anh Thắng cũng nhiều, anh Quyết này. Bên nhà anh Thắng nhiều ngan này. Bên nhà anh Cảnh Bên cũng nhiều ngan này. Cho bên đây, cho ăn bên đây bên kia ngóng nhìn. Rồi, ăn hết mất rồi. Khiếp. Ăn tiếp. Một tô rồi, ăn chưa no cho ăn tiếp. Uống quá, nghe anh Lâm nói. Em phải chạy lên đây. Lâu mà. Hmm.
Em có biết một ngày là mới nói đây tê. Tại không cho nước vô anh dính. Mắc cổ anh. Anh nuốt mắc cổ. Cũng nhiều ấy. Nhà em bữa dịch chết hết luôn, không còn con một. 14 con ngan rồi, còn có 6 con làm thịt cho quân cái tiểu. Nhiều gà, nhiều gà. Và đây tiếng nữa, anh sẽ băm, vì đang bận mưa rồi. Anh băm sau rồi anh cái ướp sả ớt, xong rồi chiều mới nấu nha mọi người. Chứ giờ đang là sớm á, chưa làm bây giờ. Nên mình chỉ quay sơ vậy thôi. Rồi chiều anh nó mới làm rồi mình mới ăn được. Thì mình quay quay nhà anh một xíu nhá. Mình có vườn này, có cầu này, có nghỉ này. Anh trồng nhiều thứ không? Có vườn á, có vườn anh trồng nhiều thứ không? Mưa rồi cả nhà thấy mưa không? Mưa rồi. Cả nhà ơi mưa rồi. Mưa rồi. Mưa. Cầu, trầu. Nhà trồng đầy đủ hết. Cầu có, trầu có. Trầu. Người ơi, mưa rồi. Trời mưa to rồi. Anh thích dàn hoa này, dàn hoa bằng vàng. Dàn hoa vàng đẹp. Mưa to. Trời đã mưa to rồi, mình xin kết thúc video mình trở về nha cả nhà. Mọi người, mình xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Và bây giờ mình đang còn ở công viên huyện Cờ Bang của mình. Và mình sẽ quay cái công viên của Cờ Bang mình cho mọi người thấy nha. Mọi người xem thử các bạn mình đã phong phú như nào nhá. Và công viên cũng rộng lắm, nhưng mà giờ là giờ mọi người đi làm hết rồi, các em thiếu nhi học sinh gì là cũng đi học hết rồi nên là cũng vắng lắm, nên là giờ nó cũng vắng người. Còn mà lúc chiều tối á, người ta đi bộ, người dân đi bộ rất đông, rồi các em nữa đi bộ đi dạo và đông vui lắm mọi người. Còn bây giờ là rảnh người lắm. Mình đi cái giờ này á, ít người không ai đi cả, mọi người đã vào công việc của mình hết rồi, mỗi người mỗi việc hết rồi nên là không có ai. Mọi người cùng đi dạo công viên với mình nha. Đây là trước cổng công viên nha mọi người.
nhà. Rồi giờ mình sẽ sang qua cho bên kia nhé. Chào anh nhé, anh đi thể dục về hả? À. Sao anh chỉ có mình? Dạ. Dạ. Nó mới tốt được. Còn bay không nó cũng buồn lắm, có một hai người tương tác trở lên cảnh không người á. Em làm việc cảnh gì em? Em về làm YouTube, làm quay lên, cắt ghép lại những video mình đăng lên YouTube á. Cái mẹ cũng chưa ấy cho lắm đâu, về thằng em mới làm cái đó, còn em cũng quay còn em đi làm cái đó nhiều. Nên là rồi về lại thằng em nó làm. Cắt ghép rồi nó làm. Làm thành video nó đăng YouTube. Đăng YouTube. Dạ. Làm mình lại đăng. Dạ đó, xong rồi được nhiều người coi thì là mình lại chia đó mình có tiền đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh nhé. Dạ. Anh đã muốn làm chưa làm. Bạn nó học kêu bên cái gì bi cái gì đó. Nó là tới giờ là làm á có tiền lắm mà em chưa biết cái đó, chưa hiểu cái đó đâu. Mà con của cô chú Toan, con Tiến, Tiến Toan mà chở á, nó là mấy cái đó thì nó có tiền lắm. Mà em chưa biết cái mạng đó là thế nào nữa cơ. Nên nó chuẩn bị nó đúng giờ đó là bấm bi cái gì đó là quay cái gì đó là được. Mà em nghe cái ông Dung nói mà em chưa biết, kêu hỏi cái đó làm mà em chưa biết cái đó cơ. Nên là... Rồi em cảm ơn anh nhé. Sao nắng? Trời nắng quá. Và vừa rồi là mình đã quay qua công viên của mình nơi đang ở nha mọi người. Mọi người cảm ơn, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi mình quay nãy giờ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt. Thank you.
Và đây mình đã đến gian hàng Nữ Sinh Tố rồi nha mọi người. Và mình sẽ chọn một ly có rau má này, cà rốt này, nước ép cam, nước ép ổi, nước ép cà chua, luôn cả chè này này mọi người, cả chè trái cây á, cả chè trái cây này nha mọi người, mọi người thấy không? Và bây giờ mình sẽ chọn một ly chọn một ly nước rau má nha mọi người. Mình sẽ chọn uống nước ép rau má. Nước Loan ơi. Loan. Nước bảy đắng nè. Cả cà phê nữa này. Mấy cho miếng đá vô được không, nó hơi ngọt. Đây cho chị miếng đá vào đây, nó hơi ngọt á. Nãy kêu bỏ ít nhưng mà giờ thấy nó hơi ngọt ngọt. Ít được được. Nhiều quá thầy ho, mà ít quá là nó ngọt, nó không có mát. Cả chè trái cây luôn hả? Ghế này không ngồi được ta? Tại đây nha, cả nhà nha.
cảm ơn con chè đậu đen với mình nhé. Đây, chè đậu đen này. Chị nắng này mà làm đi chè đậu đen thì đúng tuyệt vời luôn cả nhà. Cu đâu? Không mát mà. Đậu đen nhà làm á, nấu này rất là ngon nha cả nhà. Mời cả nhà của em nhá. Để giờ mình bỏ thêm miếng đá trong củ đá đấy vô hả? Không chứ cũng phải có bát chân tương tác anh ạ, thằng má đó mới chè đồ đen toàn là những người toàn là các anh thích ăn chè chứ không có thích ăn lòng xào dưa đâu này. Có ba giờ là tới mua bắp vô nữa nha. Đi của em múc cái nào? Múc cái nào? Thì em phải để bên đây để đến tối lắm. Thôi em lấy hết đâu mà. Đi. Đưa gì hết. Thôi lấy hết. Cháu ơi.
cọc không? Không cọc thôi. Thôi đưa em cọc tờ 500 kia. Không được bao nhiêu bán? Xì hơi, xì lốp nên mình sẽ đi đến mình sửa, tiệm xe mình sửa một chút nhá. Đang đi chợ á, mà bị xe nó trục trặc á, mình sẽ sửa xe một xíu. Ủa rồi, uống nước nhiều quá. Mình sửa xe nhá, mọi người cùng mình đi sửa xe với mình nhá. Đi sửa xe mà tới nhà nhá. Cái cảnh đẹp quá, hoa đẹp quá nè mọi người. Hoa đẹp quá, quay cảnh mình lúc đã rồi với sửa xe. Đó, đẹp chưa? Đẹp quá. Mọi người thấy đẹp không? À. Đẹp. Dạ. Đẹp không cả nhà? Đây là hoa giấy á. Hoa giấy á, nó chùm thịt đẹp luôn. Mọi người thấy sao ạ? À? Đủ loại màu sắc hoa luôn. Tí nữa mình sẽ quay cận cảnh bông hồng, cây hồng á nha mọi người. Đây bông hồng nè. Bông hồng giống gì mà bông nó to. Đây bông hồng nữa mà cái đây gần tàn rồi. Đây gần tàn rồi. Và bông đây này. Đây mới nở, à vừa nở, nở mới, nó đang tươi, nó chưa tàn. Cái này là mới mọc nụ ra này. Hoa gì ạ? Hoa gì mà mình không biết tên hoa đây. Mà giống như kiểu hoa bông cúc Đà Lạt đó hề. Cúc Đà Lạt á. Đẹp lắm, nhưng mà mình không biết tên hoa gì ạ. Trời sắp mưa rồi, mình vô để sửa xe nhanh, mình về khỏi trời mưa nha mọi người. Và đây chiếc xe của mình kia, anh đang sửa. Mai ơi, sửa xe cho em chưa? Chờ chút. Sửa chưa? Nhanh lên, hơi lâu rồi đó. Thấy cả hai vợ chồng anh chị á, sửa xe hăng say á, mà đông khách á. Do là anh ấy sửa giá cũng bình dân nè, mà hợp lý nữa nè, nên là mọi người thì xe của anh rất là đông khách luôn, hầu như khi nào cũng có đông nhà xe vậy đó. Đó, xe này xe rất nhiều luôn á. Chắc mình về phải đi học sửa xe máy quá à.
Mai, chào em đi. Giơ tay chào em nào. Hai vợ chồng sửa xe luôn đó cả nhà. Cả vợ cả chồng làm cả ngày luôn mà. Thu nhập cũng được lắm. Sửa giá bình dân mà khách đông thì cũng được. Nói chung là làm chiều nay về rồi. Chị đã về rồi anh. Hết việc rồi. Chắc là quá không về được. Hết việc rồi. Hết việc rồi. Thật mà. À, thật, sao cái ông ấy thầu sao từ mấy ngày là hết việc rồi không biết. À, mấy kia về em đang còn thắc về. Hình như là cũng chưa hết lắm nên mấy thắc về trước. Đi đâu. Mấy thằng kia chưa sao chiều nay thống về mình mà. Dạ, chị đang lấy xe nào? Em, dạ, em thấy á, ngày nào cũng điện cho ông anh rể ở Sài Gòn kêu. Chiều em về, à mai em về em... chiều em ghé anh chị em chơi. Em mới chết khổ thiệt mà điện từ từ bữa mới xuống này lắm. Ê đâu. Cách đây cả tuần anh điện tuần hay tuần nghe. Tôi cả tuần nữa là tôi về đấy. Hình như điện cho ai cũng cứ tôi về. Những ngày nào anh kêu tôi về à, lạ thiệt. Đòi về nhớ nhà sao mà. Làm không yên. Làm không yên á. Nghe thì được chứ. Nhà thì cũng to đùng đó, ai khiêng bưng đâu mà. Nế. Hay lắm. Cứ mấy hôm lại tôi về. Mai tao về. Ê đầu ê trúc. Ông có kia đây. Anh có quyết vào đây. Không có gì. Chắc thống là hôm trước á. Ờ. Chứ rồng á. Nhá thiệt kia ta. Con chia từ bữa giờ mà thấy ông. Dạ. Thì em nó xuống chưa làm là đã nói tôi về rồi mà. Chứ không nói bữa giờ đâu. Ủa nghe nói bé sắp cưới hay lắm. Bé út phải không? Ngày nào vậy? Đừng có trùng với. Em nó đừng có buồn lắm mà trùng với đám cưới O nhà con của O nhà em trong số 1 đó nha. À thế được, thế được à, hình như con O nhà em mùng 6 hay mùng 6 hay mùng 8 gì đó. Cái sự mà cứ cùng đám á. Đi không được buồn. Dạ. Đúng á. Mà không thà người lại lạ thì mình không nói. Đây người thân quen mình muốn đi cho nó vui. Chứ tự nhiên cứ chia nhau để đi chạy xô. Em chẳng thích. Thà xa xa lại lạ thì mình gửi. Hoặc là một người đi cũng được. Đây người nhà người thân quen cả mà đi cứ chia nhau thì buồn. Tất cả ở thôn làng mình á mọi người. Tính vào tháng giờ đây mà mưa quá. Sợ trời mưa nhắm đi. Tháng giờ à? Dạ, đi thử điện thì sợ. Cần bé mì nhảy thuyền á, kêu đi tháng giờ à, xuống chữ. Thôi xong rồi, em chào anh chị em đi về nha. À, thôi mình xin chào mọi người nha. Mình kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Chào mọi người nhé. Và ngay bây giờ thì mình sẽ đưa em mình nhé tới một tiệm cắt tóc của Tuấn Vũ này. Mọi người thấy bạn hiểu cho Tuấn Vũ này. Cắt rất bình dân mà khách cũng đông mà em có bàn tay điêu luyện lắm. Cắt mọi người ở đây rất ai cũng thích nha. À, được em cắt nha mọi người. Giờ mình sẽ đi vô quay cảnh em đang cắt tóc em trai mình nhé. Mọi người cùng đi với mình nha. Chào ông chủ trẻ nè. Chào mọi người nha. Đang cắt tóc nè hả? Ông chủ trẻ nè. Em xin gái chào mọi người không? Em xin gái chào mọi người. Tạ tim thật lắm. Qua cái gì? Hả? Cái gì mà quên? Đây mình cắt tóc này cả nhà. Chị quay xong chị gửi cho chị quay nó làm.
Nhưng mà nó làm thế nãy nó kêu máy ai à? Máy chị. Máy ngủ. Đang ít tuổi quá hề. Dạ. Thế là bao nhiêu tuổi rồi? 27 đó. 27 còn nhỏ xíu xíu đó. Đang nhìn nhỏ xíu thế nào các bạn? Các hai bên sao vậy chứ? Trời mưa rồi mấy đứa ơi, mưa rồi, mưa rồi. Giờ mưa quen á, chiều nào cũng mưa hề. Chiều nào mưa vậy? Mưa thì mà sao? Mưa miết nắng thấy chán thật đó chứ, lâu lâu mưa trận được. Mưa thì ngày nào cũng mưa. Mưa mà cái đường mà rẫy nhà chị nó trôi hết đi không nổi mà. Cái video nào hết kể phần like nữa hả? Video cắt chưa? Nên là hành trình dài ăn nóng à. Sang xịn. Hả? Ông chủ trẻ chào đi em, chào khách tí nào, chào khán giả xuống đi, mới cắt xong em đẹp trai mà chào đi, cười chào các bạn, nói như mấy thằng em mốt trên like, xin chào các bạn. Cái cắt tóc gì được 10 ngàn? Cạo mặt hả? Thì nó cắt cũng 10 ngàn, rẻ thôi, đúng rồi, giá bình dân đúng rồi, giá bình dân. Thế hai chồng mình đây làm ăn được chứ, cái đông khách làm thì mình làm luôn mà, làm suốt luôn mà. Đây bên Nguyên cũng làm hoài. Hả? Bên Nguyên cũng làm hoài mà. Dạ, không phải ít hơn bên đây nhiều. Đi và cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình quay nãy giờ tiệm tóc của Tuấn Vũ cái này mình nha mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha, mình xin kết thúc video tại đây nha, chào mọi người. Xin chào mọi người nhé, chào cả nhà. Bây giờ mình sẽ mua một món nấm sò về mình sẽ nấu canh cho buổi trưa nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi chợ, mình quay khung cảnh ở chợ mình một xíu đã, rồi mình sẽ đi mua nấm nha cả nhà. Quay được tiếp rồi đó. Đúng rồi, live stream rồi thì mình để mic để điện thoại để mình nhìn á. Chị Hương nay chưa hết hả chị Hương? Chưa. Nay bị ế à? Tội nghiệp ha. Quá. Cứ làm thoải mái đi, thoải mái.
đúng cái nhiều cũng hiểu thật. Cháu hôm qua cháu mua của xong cũng bắt nó đi dạo. Đây rồi, mình đang ngàn rồi, đầu cá nó già mà. Mọc ở rừng luôn này, đây măng le cũng tự ở rừng luôn, đấy là rừng về này. Còn cái đây là măng tre, măng tre là nhà rồng, cái đây là nhà rồng. Cái hai cái đây là tự rừng á, rừng nó mọc quá cả nhà, lấy ở rừng về rồi bán rồi đó. Phải chợ, cứ phơi cái mặt ra cả ngày. Chứ ông cái sở vô o, vô hổ cắt hết o. Yêu rồi thôi. Đúng rồi, ông cái sở mới đầu sở không? Sở. Giờ là hiểu rồi đúng không? Nhiều người cứ nghĩ là chắc quay xong về cho đăng lên Facebook. Không phải. Rồi cái đăng lên là họ bắt tao đi. Ai làm gì mà bắt tao đi. Mắc cười lắm. Đi, cảm ơn. Chào mọi người đi. Ơ, bữa nay ông làm Sài Gòn à? Sáp được lên răng bìa rồi. Để thấy ông ở đây là không lấy cá bán rồi. Lấy nấm cho chị cái này, chị nhìn đi ở đây lấy măng. Cái nấm này là có mấy cái nấm này nó bán cho cháu rồi, cái nấm này. Bắt bởi nó đi chứ. Bởi nó đi chứ chứ mà nghĩ. Nghĩ. Đi mai cũng tươi này. À, ông có việc phải không? Chắc đợi đang ông có hàng. Cứ ở mù. Đi chỗ làm tập đó. Làm tập. Con nhà ai hề? Cháu không biết. Con chị Hạnh. Con trai hay con gái hả? Con gái hay con đứa đi. Đi lên đồng nghề trong giày luôn hết. Hả? Đi lên giày hết. Chị không mời cháu cho đi cho vui hè. Có thể mời con à. Tạo dáng rồi đó.
ơi, mình mua xong rồi. Mình sẽ đi về xin kết thúc video nha mọi người. Xin chào cả nhà nha. Hi, xin chào mọi người nhé. Và bây giờ mình sẽ quay làm thịt con rắn hổ phì phải không anh? Hổ phì. Hổ phì. Nhưng mà tiếc là không quay được lúc anh đang làm thịt, vì anh đã chặt khúc ra rồi. Và giờ tí chặt khúc ra để đợi tí anh chế biến. Chế biến là món gì anh? Chế biến là món rang. Rang. Xào. Xào xả ớt. Xả ớt phải không? Rồi. Và đây. Xào xả ớt. Đây là con rắn hổ phì, hắn vô nhà rồi bắt được hả anh? Hay ta? Đó, nó lùa bắt gà. À, vô bắt gà rồi mình đập vào. Đây rắn hổ phì nha cả nhà. Dạ, em thui. Đó, em thui thui. Tiếc khi không quay được cái lúc anh đang làm thịt đấy. Dài. Ký 2 hả? Đây là rắn hổ phì nha mọi người. Tiếc không quay được cái lúc mình đang làm đây là lúc anh làm thịt đấy. Nó rắn hổ vàng. À. Vậy nó cắn độc lắm. Đúng rồi. Mà rắn vô nhà ghê ta. Cắn độc lắm loại. Mà ở ngoài trời nên ở ngoài gần đây ngoài rẫy, ở ngoài đây chứ phải trong rừng đóng đồ mà có hay. Có. Ghê. Và tí nữa là anh sẽ chế biến món rắn xào xả ớt. Bây giờ mình quay đi ra coi nhà, coi gà nhà anh nha. Này. Mọi người thấy nhà anh nuôi nhiều gà nhiều ngan chưa? Ngan to hết rồi này. Ngan này gà. Để anh nuôi ngan nhỏ đến to lên anh quyết hay là mua ngan to về? To hết rồi này. Gà. Không có cám cho gà ăn nè. Múc 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 cho em một miếng, múc cho em nữa. Thật đem múc ra. Đây 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 đây. Rắc gà. Rắc ngan. Này đi. Ôi trời, vãi được miếng moran ăn hết luôn. Phải đổ hết ra luôn rồi. Chút chứ, thôi ăn này, ăn đi. Ở bên nhà anh Thắng cũng nhiều, anh Quyết này. Bên nhà anh Thắng nhiều ngan này. Bên nhà anh Cảnh Bên cũng nhiều ngan này, cho bên đây, cho ăn bên đây bên kia ngóng nhìn. Rồi, ăn hết mất rồi. Khiếp. Ăn tiếp. Một tô rồi, ăn chưa no cho ăn tiếp. Uống quá, nghe anh Lâm nói. Em phải chạy lên đây. Em có biết mà nghe anh Lâm mới nói đây tê. Tại anh không cho nước vô, anh dính. Mắc cổ anh. Anh nuốt mắc cổ. Cũng nhiều ấy. Nhà em bữa dịch chết hết luôn, không còn con một. 14 con ngan rồi, còn có 6 con làm thịt cho quân cái tiểu. Ăn hết đi mà. Nhiều gà, nhiều gà. Và đây tiếng nữa anh sẽ băm, vì đang bận mưa rồi. Anh băm sau rồi anh cái ướp xả ớt xong rồi chiều mới nấu nha mọi người. Chứ giờ đang còn sớm á, chưa làm bây giờ. Nên mình chỉ quay sơ vậy thôi. Rồi chiều anh đã phải làm rồi mình phải ăn được. Thì mình quay quay nhà anh một xíu nhá. Mình có vườn này, có trầu này, có nghỉ này. Anh trồng nhiều thứ không? Mình có vườn á, có vườn anh trồng nhiều thứ không? Mưa rồi cả nhà thấy mưa không? Mưa rồi. Cả nhà ơi mưa rồi. Mưa rồi. Mưa. Cau, trầu. Nhà trồng đầy đủ hết. Cau có, trầu có. Trầu, cau.
rồi. Còn cái dàn hoa này, dàn hoa bằng vàng. Dàn hoa vàng đẹp. Trời đã mưa to rồi, mình xin kết thúc video, mình sẽ về nha cả nhà. Mọi người, mình xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Và bây giờ mình đang còn ở công viên huyện Cờ Bang của mình. Và mình sẽ quay cái công viên của Cờ Bang mình cho mọi người thấy nha. Mọi người xem thử các bạn mình đã phong phú như nào nhá. Và công viên cũng rộng lắm, nhưng mà giờ là giờ mọi người đi làm hết rồi, các em thiếu nhi học sinh gì là cũng đi học hết rồi nên là cũng vắng lắm, nên là giờ nó cũng vắng người. Còn mà lúc chiều tối á, người ta đi bộ, người dân đi bộ rất đông, rồi các em nữa đi bộ đi dạo và đông vui lắm mọi người. Còn bây giờ là rảnh người lắm, giờ mình đi cái giờ này á ít người, không ai đi cả, mọi người đã vào công việc của mình hết rồi, mỗi người mỗi việc hết rồi nên là không có ai. Mọi người cùng đi dạo công viên với mình nha. Đây là trước cổng công viên nha mọi người. Cao cảnh này cả nhà. Rồi giờ mình sẽ sang qua bên kia nhé. Chào anh nhé, anh đi thể dục về hả? À.
sao chỉ có mình? Sáng nay dạ về nó mới tốt được. Còn bay không nó cũng buồn lắm, có một hai người tương tác lại lấy cảnh con người á. Em làm gì cảnh gì em về làm cho tôi làm là quay lên mình cắt ghép lại hình video mình đăng lên cho tôi biết á. Cái mẹ cũng chưa cho lắm đâu, về thằng em mới làm cái đó, còn em chỉ quay còn em chỉ làm cái đó thì nhiều nên là gửi về lại thằng em nó làm cắt ghép rồi nó làm thành video nó đăng cho tôi biết. Dạ. Dạ đó xong rồi được nhiều người coi thì là mình lại khi đó mình mới có tiền á. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh nhé. Dạ. Anh đã muốn làm chưa làm. Bạn nó học kêu bên cái gì bi cái gì đó. Nó là tới giờ là làm á có tiền lắm mà em chưa biết cái đó, chưa hiểu cái đó đâu. Mà con của cô chú con Tiến, Tiến Tăng mà chở á. Nó làm cái kinh doanh đó thì nó có tiền lắm. Em chưa biết cái mạng đó là thế nào nữa cơ. Nên nó chuẩn bị nó đúng giờ đó là bấm bi cái gì đó là quay cái gì đó là được. Mà em nghe cái ông Dung nói mà em chưa biết, kêu hỏi cái đó làm mà em chưa biết cái đó cơ. Nên là rồi em cảm ơn anh nhé. Sao nắng? Trời nắng quá. Và vừa rồi là mình đã quay qua công viên của mình nơi đang ở nha mọi người. Mọi người cảm ơn, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi mình quay nãy giờ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt. Và đây mình đã đến gian hàng nước sinh tố rồi nha mọi người. Và mình sẽ chọn một ly có rau má này, cà rốt này, nước ép cam, nước ép ổi, nước ép cà chua, dùng cả chè này này mọi người, cả chè trái cây á, cả chè trái cây này nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ chọn một ly nước rau má nha mọi người. Mình sẽ chọn uống nước ép rau má.
số 1. Loan. Dạ. Đúng bảy đúng mẹ. Cả cà phê nữa này. Mấy cho miếng đá vô được không, nó hơi ngọt. Đây cho chị miếng đá vào đây, nó hơi ngọt á. Nãy kêu bỏ ít nhưng mà giờ thấy nó hơi ngọt ngọt. Ít được được. Nhiều quá thầy ho, mà ít quá là nó ngọt, nó không có mát. Cả chè đấy cây luôn hả? Ghế này không ngồi được ta? Đậu đen nhà làm á, nấu này rất là ngon nha cả nhà. Mời cả nhà quay về nha. Để giờ mình bỏ thêm miếng đá vô. Trong củ đá đấy vô nữa.
Có bao giờ là tới mua bắp vô nữa nè. Đi của em đây. Múc nào. Thế thì em phải để bên đây. Để đây tối lắm. Ô ô. Múc cho em ạ. Cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ba đám được. Em muốn đây. Hơn lần gì? Tiền anh kiếm. Tiền gì đấy? Mướn à? Mướn à? Chắc chín là đây chắc chín là vẫn yêu lắm. Chắc chắc nhà ly chè đậu đen rồi, thì mình sẽ xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Chào tất cả mọi người nha.